Chào mừng tất cả các anh chị đã quay lại với kênh Bất Động Sản Bầu Bàng. Vâng, thì trước khi bắt đầu video mới trong ngày hôm nay, cho Hà Chắc gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới anh chị cùng với người thân trong gia đình. Một ngày mới an lành, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống anh chị nhé. Hôm nay Hà Giang sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà, căn này anh chị nhé, nằm trước công viên. Hiện tại thì công viên nhưng mà chưa có thấy công viên đâu, nhưng mà đã có công viên rồi. Thì nói chung là chỉ có mấy cái cây ở trước thôi, chưa có ghế đá bàn gì anh chị nhé. Và khu này thì hiện tại là khu dân cư Huỳnh Gia Phát, nằm tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Và ở phía bên tay phải của em là công viên, thì xíu nữa em sẽ quay công viên cho anh chị. Ở đây thì nó sẽ có hai cái ngã ba ở hai đầu, và căn nhà của em là nó sẽ nằm ở giữa anh chị nhé. Với cái diện tích ngang năm, dài 20, full thổ cư 100% đất ở đô thị. Và mặt tiền hướng này là hướng hướng Tây anh chị nhé. Đây chính là công viên anh chị nhé. Quỹ đất để mà xây dựng công viên. Đó. Thì bây giờ chỉ cần đặt vài bộ ghế đá xuống đó, rồi vài cái võng là thành công viên thôi chứ không có gì cả. Và căn nhà này thì cực kỳ là đẹp anh chị nhé. Đây, căn nhà được lát gạch màu đỏ này anh chị này. Đấy, nhà mái thái xanh, màu xanh da trời luôn anh chị nhé. Vâng, thì bây giờ em sẽ đi vào trong nhà và quay chi tiết ở trong căn nhà cho anh chị xem nhé. Nhà cực kỳ đẹp cho anh chị nhé. Đó, phía trước được lát gạch rất là sạch sẽ và rất chi là bóng loáng, và màu thì cũng rất là đẹp. Thì màu gạch này nói chung là nếu như người nào mệnh hỏa thì sẽ rất chi là phù hợp anh chị ha. Hoặc là trong nhà này, đấy, hầu như là nếu như anh chị mua thì sẽ được tặng lại tất cả cái nội thất anh chị nhé. Gồm có một trệt và một cái gác lửng ở trên đó. Phía trước thì em sẽ có một cái phòng khách này. Và đi vào đây sẽ có một cái cầu thang đi lên trên gác. Và ở dưới cầu thang sẽ có một cái lối đi, ở dưới đó là một cái toilet. Tận dụng cái cầu thang làm cái toilet ở dưới đó anh chị nhé. Đấy, và đi vào đây là một cái phòng bếp anh chị này. Đó, ở đây thì người ta tận dụng được cái không gian ở phía dưới để làm cái toilet. Tại vì diện tích nhà thì chỉ có ngang năm, dài 20 mà thôi. Đấy, và bên chủ nhà đăng ký gửi cho Hà Giang bán là 1 tỷ 375 triệu anh chị nhé. Đó, và ở đằng sau này sẽ có một cái bếp ở đằng sau đây nữa. Hoặc là anh chị có thể làm một cái sân phơi đồ, rồi nơi giặt đồ, rửa ráy sau đây anh chị nhé. Đó, thì khu vực sau đây á, là hầu như là nhà nào cũng có. Nhưng mà nhiều người người ta là rào lại, và những người là người ta lại không rào lại và để như vậy. Nhưng mà cái căn nhà này thì rất chi là còn mới, và hầu như là chủ nhà ở rất chi là sạch sẽ anh chị. Đó, anh chị có thấy là không gian ở trong nhà rất là thoáng đãng, và hầu như là rất là sạch anh chị nhé. Đó, cái căn nhà này chủ nhà xây dựng và ở rất chi là kỹ càng, cho nên là anh chị yên tâm về cái vấn đề mọi thứ ở trong căn nhà này anh chị ạ. Thì bây giờ chúng ta đi lên trên gác để xem trên gác này có những cái gì anh chị nhé. Thì lên trên gác thì chúng ta sẽ có một cái toilet, đúng, một cái toilet hay còn gọi là một cái nhà tắm đó anh chị. Và ở đây sẽ có một cái phòng ngủ, một phòng ngủ, và ở đây sẽ có thêm một cái phòng ngủ nữa, là hai phòng ngủ. Và ở ngoài đây chúng ta sẽ có một cái không gian thờ ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ anh chị ạ. Và đây là phòng khách. Thì đây là một cái căn nhà em cho cũng là rất là rẻ, tại vì cả nhà cả đất mà chỉ có giá là 1 tỷ 375 triệu thì cực kỳ là rẻ rồi. Nếu như ngày trước thì giá thì nó cũng cao lắm, nói chung là cao ngất ngưỡng, nhưng bây giờ thì giá cực kỳ là rẻ anh chị ạ. Và bây giờ thì em sẽ đi xuống và đi ra phía ngoài để quay thêm cho anh chị xem nhé nha. Căn nhà này á, thì em xin nhắc lại là chủ nhà đăng ký gửi lại cho Hà Giang bán là 1 tỷ 375 triệu, đã có sổ hồng riêng. Và nếu như anh chị vay ngân hàng thì chắc vay được tầm khoảng 900 cho đến 1 tỷ anh chị nhé. Và nhà có hoàn công trên sổ, tài sản gắn liền với đất, cho nên là cái lô đất này rất chi là có giá trị anh chị nhé. Khi mà căn nhà của chúng ta hoặc cái cuốn sổ của chúng ta mà có hoàn công ở trên đó, tức là tài sản gắn liền với đất, thì khi đi vay ngân hàng sẽ có cái giá trị cao hơn anh chị ạ. Đấy,
Và căn nhà này thì nếu như ngoài đây thì chúng ta để một cái chia hơi tầm khoảng 7 chỗ vẫn để thoải mái anh chị nhé. Đó, ở đằng ngoài đây thì rất là chi sạch, rất chi là sạch sẽ. Và ở đây thì ba bốn nhà người ta hợp lại và người ta lát gạch một lúc luôn như vậy luôn, chứ không phải là giống như các cái căn hộ khác á, người thì màu trắng, người thì màu xanh, rồi người thì màu hoa, người thì màu gạch, đủ cái thứ. Nhưng ở đây người ta làm một tông màu, màu ngói, màu đỏ anh chị nhá, từ đầu tới cuối luôn anh chị đó. Cho nên biết được cái sự ở đây, chắc anh chị cũng nghĩ rằng là ở đây người ta sống như thế nào rồi, đúng không anh chị? Đúng vậy, ở đây người ta sống rất chi là đoàn kết mới có cái sự như thế này anh chị á. Đấy. Cho nên khi nào mà anh chị muốn mua nhà để ở an cư lạc nghiệp thì đây là căn nhà giá phù hợp với anh chị mua để ở anh chị nhá. Nhà thì rất là đẹp, phía trước thì mái thái, mà ở trong nhà thì gồm có một cái sân và một cái gác lửng, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng thờ, một cái bếp anh chị ạ. Đấy. Thôi, video Hà Giang làm đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và tạm biệt tất cả các anh chị. Và nếu như anh chị nào có nhu cầu đầu tư, hãy liên hệ với Hà Giang qua số điện thoại trên màn hình. Em xin chào và tạm biệt.